Chỉ vì số tiền 5 triệu đồng mà một thanh niên 30 tuổi, trú huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã tự hủy hoại cả tương lai của mình. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Hồ Xuân Bắc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân, bị cáo Bắc đã nhận vận chuyển một gói đồ cho đối tượng không rõ lai lịch, tên là Cu Em, từ Quảng Trị vào thành phố Đà Nẵng và nói đến nơi sẽ có người đến nhận. Mặc dù biết gói đồ có chứa ma túy, nhưng Bắc vẫn nhận đi giao để có được số tiền là 5 triệu đồng. Bắc thuê một xe ô tô hết 2 triệu 200 ngàn đồng và điều khiển xe vào Đà Nẵng. Khi vừa dừng tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, Bắc bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện, bắt quả tang, thu giữ trong túi sách của Bắc hơn 1,5 kg ma túy tổng hợp dạng hàng đá, được ngụy trang trong những túi trà khô và 300 viên hồng phiến. Trước hội đồng xét xử, Bắc thành khẩn thừa nhận hành vi sai trái của mình. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Bắc lĩnh án chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.